Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục truyện ngắn được phát trên kênh YouTube Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Lưu Thị Mười. Truyện ngắn được mang tên Đàn Bà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Em này, em đàn bà lắm, biết không? Chị nghe câu này quen đến nỗi, lần nào sau mỗi cuộc yêu, rút đầu vào nách anh, lọt thỏm người giữa hai vòng tay săn chắc, nếu không sẽ thấy thiêu thiếu, như thiếu một gia vị cho những quyển quyển tê dại giữa hai người. Anh luôn êm dịu, ân cần sau những rượu rã đắm say, không vội vã cuốn cuộn xỏ quần cài áo quay về với gia đình, chẳng bao giờ xoay mặt vào tường ngủ, hay bỏ mặc chị trông trên bao nổi sau những rã rưởi đê mê để ngồi đốt thuốc. Anh ôm chị vào lòng, cọ má mình vào mái tóc chị, hôn lên trán rồi siết chặt chị giữa hai vòng tay và hít hà mùi đàn bà trên người chị. Cũng say sưa, mơn man, tận hưởng không kém. Và chị thấy mình được yêu, ve vuốt, như thể sẻ chia đồng cảm. Chị nghiện điều đó hơn cả những lăn lộn giường chiếu, hơn cả những hối hả, nghiến ngấu, cuồng nhiệt, cháy bỏng trước đó. Nghiện đến độ không dứt bỏ được, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Hoang hoải mê muội, cùng những vết cắn thật mạnh trên vành tay trái mỗi bận trước khi anh rời khỏi phòng, và chị thế nào cũng xõa tóc mấy ngày sau đó, che đậy. Em đàn bà lắm, biết không? Lần đầu tiên nghe câu này, chị tính hỏi anh, vậy chị ấy khi chưa ốm đau có đàn bà như em? Lại sợ động đến những đớn đau ngày cũ làm tổn thương mình, tổn thương cả anh, nên thôi. Duy có một lần nghe anh dụi đầu vào cổ âu yếm, ôi đàn bà không thể tả. Chị xoay xoay ngón áp út lên khuôn miệng anh dặn dẹo, đàn bà là sao hỡi anh? Là êm ái, dịu dàng, mãnh liệt, quyến rũ. Cũng chưa đủ rồi mà, đàn bà nghe ấm áp, nồng nhiệt, mềm mại, thơm tho, mát dịu, say sưa, bền bỉ. Nói chung là rất riêng, anh không thể diễn tả hết, chỉ biết em rất ư là đàn bà. Chỉ một câu khen vậy mà mụ mị từ thời sinh viên, bao nhiêu người theo đuổi không đổ, trao cả đời con gái cho người đã có vợ. Chỉ một câu vậy mà mẹ chị phải rơi bao nước mắt xót xa, dìu chị tả tơi tơ tớt ra khỏi phòng phụ sản, và một bịch nhầy nhổ máu, và câu nói lạnh lùng của bà y tá già, đu đợn cho lắm vào, tịch đẻ mai này rồi hối hận. Ừ, một câu vậy thôi mà ngu dại dinh vào để sống, một câu vậy mà ra khỏi trường chạy trốn bao nhiêu năm, lấy được chồng rồi vẫn không quên, nằm bên chồng lại nghe dang dẳng, em đàn bà lắm, biết không? Có mỗi câu ấy thôi mà bất chấp điều tiếng, bất chấp cả những đêm dài cô đơn, khao khát, trằn trọc, không đến được với ai khi chồng cũng rời bỏ chị vì những thủ thỉ, em rất đàn bà từ anh. Rồi lại tìm đến và lao vào, không đòi hỏi, không tính toán thiệt hơn. Trời ơi, từng này tuổi đầu, có còn trẻ nữa đâu, sao cứ sống ngu ngơ khờ khạo, rất đàn bà, rất nồng nàn. Thì sao, chỉ vậy mà vui, ngờ nghịch vui, mù quáng vui, chấp nhận những xầm xì từ đồng nghiệp, phụ huynh, chỉ có mẹ là thương xót. Ờ, con gái mẹ trong trẻo thánh thiện đa đoan, rồi sẽ khổ biết nhường nào. Bờ vai mẹ lại không đủ bền, cho con tựa mãi dài lâu. Người ấy thì quá xa vời, chỉ có mỗi câu, em trẻ con lại vừa đàn bà, là ở bên chị. Chị chưa từng có ý định chen ngang gia đình người ta, dù vợ của người ấy giờ đang liệt giường sống đời thực vật, cũng không dám đến thăm, chỉ hy vọng cho người ấy một bờ vai khi cuộc sống đã quá nặng nề, tự tin rằng người ấy cần mình, cần biết bao. Ngu dại, ảo tưởng. Có bận luôn dây dứt dằn vặt vì những suy nghĩ tàn nhẫn ác độc dây đi dây lại trong đầu.
người vợ ấy sao mãi vẫn chưa chết? Đấy, khốn nạn thế, nhưng không che giấu được, thật sự chị đã từng nghĩ tới. Từng nghĩ tới, trong một khoảng thời gian dài dằng dặc, và thậm chí đã chờ đợi, một tháng, nhiều tháng, một năm, nhiều năm, người vợ ấy vẫn chưa chết, ngày nào chị ấy cũng nằm đó, an nhiên, tươi tắn, vô ưu, liên hệ với thế giới này bằng một sợi dây để duy trì sự sống, nhưng luôn hiện hữu trước anh và thằng bé, mà chắc là anh ấy yêu chị nhiều lắm. Có lẽ vì vậy mà chị không nỡ ra đi, có lẽ vì vậy mà những giờ phút người ta bên chị vô cùng ngắn ngủi, không đủ để ngụp lặng, không đủ để say sưa, không đủ để có thể tựa đầu tìm chút êm đềm trong cuộc sống, chỉ đủ để có những niềm vui ngắn ngủi, những nụ cười nửa vời. Giờ những cái ngắn ngủi nửa vời ấy cũng héo hắt tóp teo. Người ấy càng ngày càng xa, chị không biết vì sao, chưa một lần dám gọi, chưa một lần đòi hỏi, chỉ sáng bừng khi người ta ghé đến, dù một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một buổi chiều muộn, cùng những tiếng thầm thì. Đàn bà, đàn bà. Khi một tháng, khi vài tuần, vẫn vui, anh bảo chị ấy dạo này trông rất yếu, nên phải ở nhà thường xuyên, hợp nhẽ quá còn gì. Lẽ nào ghen tuông với người phụ nữ bất hạnh đang nằm bất động trên giường bệnh sống đời thực vật kia? Mà chị làm gì có cái quyền ấy khi đã sẽ chia mất người đàn ông của người đàn bà thoi thóp trên giường bệnh kia? Đê tiện nào bằng! Con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy phóc vào cửa sổ phòng cấp cứu, rón rén từng bước đến nằm phủ phục dưới giường chị. Đuổi nó đi, điềm gỡ! Người đàn bà gương mặt nhầu nhĩ vì thức đêm nuôi chồng giường bên cạnh, lẩm bẩm cố lấy chân hất con mèo lệch hẳn khỏi giường chồng mình. Nó dương mắt dạ dãi, chậm chạp đứng dậy, lòng vòng ra phía sau những blue trắng đông nghịt tất bật đang bao quanh giường chị. Nâng đầu bệnh nhân lên, mạch yếu lắm bác sĩ! Hối hả, gấp gáp, tiếng máy oxy chạy rè rè, không ai bận tâm đến con mèo. Nó lại lẻn xuống gầm giường chị, uể oải nghếch mắt quan sát. Chị một mình, trôi dạt về những miền đau. Em rất đàn bà, rất đàn bà. Những thủ thỉ dịu dàng, mẹ nhìn xem, con cũng rất đàn bà mẹ nhỉ. Con bé cũng từng hỏi chị câu ấy khi hai mẹ con đứng trước gương thay đồ. Năm ấy, nó chỉ mới 16, muốn làm đàn bà sớm thế sao con ơi? Rất đàn bà, rất đàn bà. Chị không muốn nghe, không muốn nghe, làm ơn đừng thẻ thọt bên tai. Chị đi đây, đến một nơi không có những ân cần này, không có những rên xiết quằn quại, không có những đớn đau tê dại. Không ai lay, không ai gọi, không còn những ồn ào bên giường, mơ hồ, thâm thẳm, trôi đi. Lối đi nhỏ hun hút mịt mùng, ai đó kéo chị, một bóng đen dẫn dụ, chị đi thôi, đi theo bóng đen không ngoái nhìn lại lần nào, cứ mãi bước vô tận, miên man, mụ mị, chị mỏi lắm rồi. Muốn ngưng mà không thể, xung quanh lạ lẫm, đường tối ngầm, bất tận. Địa ngục chăng? Chị tới chưa? Mẹ ơi sao không đón con? Về dưới này thì phải có mẹ chứ, con biết lối nào đi tiếp. Lại chẳng muốn quay về, chị rảo bước vô định theo bóng đen phía trước. Hình như có nhiều người hơn. Ai kia? Có phải mẹ không? Đúng rồi, cái dáng nhỏ xíu, lầm lũi của những người đàn bà tất bật. Ít cười, mẹ chạy gọi chị. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Chờ con với, sao cứ bỏ con lại một mình, sao không cầm tay con? Ngồi nghỉ một lát đi mẹ, con thèm được tựa đầu vào bầu vú tóp teo của mẹ.
cho con chút mạnh mẽ để bước tiếp, như cái hồi phải rũ bỏ tất cả để theo chồng. Gái có chồng, mẹ yên tâm nhắm mắt. Mẹ ơi, chồng con giờ chẳng còn bên con. Mẹ không biết sao, nhiều năm rồi, hồi chia tay, chồng còn ngậm ngùi. Anh còn thương em, nhưng em thì chẳng bao giờ quên được quá khứ. Chẳng bao giờ. Anh thèm tiếng cười con trẻ. Đã 5 năm rồi, anh đến với cô ta cũng chỉ vì thằng bé. Em sống tốt nhé. Anh không đủ dũng khí để lấp đầy những hoang hoải trong em, dù sẽ rất nhớ em, rất nhớ. Mẹ biết không, chồng rơi nước mắt, còn con thì cười, cười và nói những điều lịch sự, nói gì con cũng chẳng hiểu. Sao lòng con đau, đau quá mẹ ơi, nhẹ nhàng thế còn gì, có phải tại con hư đốn để chồng chửi mắng đâu. Chồng con cũng có say sưa về, nện lên đầu con những trận đòn vô cớ, vì tội không biết đẻ con trai như ba đã làm ngày trước với mẹ đâu. Con đã cố gắng rất nhiều mẹ ạ. À. Con cũng không thể quên, không thể che đậy, không thể dối lòng trước chồng. Đàn ông thì ghen và tự trọng cao vô hạn, làm sao giữ được chồng bên mình. Con có xứng đáng đâu, huống chi con đến với chồng chỉ để khỏa lấp đi nỗi đau và tìm một chỗ tựa mới. Mẹ biết mà, chờ con với, chờ con mẹ ơi. Chị chạy theo hụt chân, ngã sóng xoài. Mẹ đã bỏ đi biến mất tiêu, bóng đen phía trước vẫn lầm lũi dẫn đường. Ngoài hành lang của phòng cấp cứu, mấy đứa học trò rơi nước mắt, hai đồng nghiệp đi lại lo lắng, người thân chị cũng vừa kịp đến, cậu tài xế taxi dò đầu bứt tóc. Khi không, chị ấy nhìn thấy bóng chiếc xe phía trước, hét lên, con ơi, rồi bật cửa lao ra, tôi chẳng kịp làm gì. Tiếng khóc, tiếng thúc thích, tiếng thở dài, tiếng chân đi lại. Trong phòng cấp cứu, y tá chạy sầm sập, xung quanh giường chị nghẹt những blue trắng. Cho thuốc trợ tim, huyết áp, giữ độ bệnh nhân cao lên, oxy, tăng lên một chút, duy trì nhịp tim. Blue trắng vẫn bao quanh giường, những giọt mồ hôi, những gương mặt căng thẳng, cả những vô cảm lạnh lùng. Lòng ngực chị đau nhói, ôi khó thở quá. Bóng đen phía trước tự nhiên ngoái lại nhìn, rồi xa dần, xa dần. À, chị biết làm gì bây giờ? Quay lại thì xa, mà bước tiếp thì không biết lối. 5 phút, 10 phút. Bác sĩ đã tìm thấy nhịp tim ổn định. À, có lẽ tạm qua lúc này, người nhà theo dõi, nếu thấy bệnh nhân hôn mê thì báo ngay. Tiếng thở vào, những giọt nước mắt, những gương mặt lo âu. Chị lừng khừng giữa đường, nghe như có tiếng khóc. À, là con rồi, con gái của mẹ, mẹ được gặp lại con sao? Vậy khi nãy trên đường, mẹ ngồi taxi nhìn thấy ai đó giống con, rất giống. Mẹ lao theo, hóa ra không phải, ảo ảnh chăng? Nhưng tiếng khóc này là thật rồi, nức nghẹn, kìm nén, là tiếng khóc của con. Quay lại đi con, quay lại đi. Đừng trốn mẹ, đừng giấu mẹ, đừng để mãi trong lòng thế con ơi. Mới 18 tuổi đầu, đã phải u uẩn thế sao? Mẹ thật tệ hại, chẳng hiểu gì con cả. Mẹ thật xấu xa, hãy nói với mẹ, chia sẻ với mẹ một lần con ơi. Mẹ đến đây, đang đến đây. Đừng đẩy mẹ ra xa thế con à. Con sợ mẹ không chịu đựng nổi chứ gì, khờ khạo thế con ơi. Con sợ người đời cười nhạo mẹ con chứ gì. Thì đã sao, mẹ đã bị cười chê từ ngày dứt bỏ nấm ruột của mình con ơi. Giờ con mới là nguồn sống đích thực của mẹ. Chính con đã cho mẹ niềm tin trong cuộc đời này. Con không biết điều ấy sao? Lẽ ra con phải nói, phải khóc, phải dựa vào vai mẹ như mẹ khi ấy đã tựa vào vai bà chứ. Sao cứ mím chặt môi im lặng, cứ giờ che đậy. Con bé có lỗi gì đâu. Chị đã quá nửa đời người còn ngu dại, lầm lạc nữa là. Sao chị tệ hại thế, không đọc được những dằn xé trong con. Chị không xứng là mẹ. Con gái ơi, mẹ sẽ đi tìm,
mẹ sẽ tìm ra con, sẽ giữ con thật chặt, sẽ dựa vào nhau mà đi đến một nơi khác con nhé. Chị muốn lãng quên tất cả, chỉ còn mỗi chị và con bé như đợt đi biển năm ngoái, chỉ vậy thôi. Con gái à, con lại đâu rồi? Mẹ ơi, một mình mẹ cũng có thể đẻ ra con sao? Mẹ thật là vĩ đại, con yêu mẹ. Năm ấy con bé tròn 5 tuổi, ôm quà sinh nhật chị tặng, nó đã đu cổ chị nũng nịu thế còn gì. Lúc đó nó còn chưa biết chị chỉ nhặt nó trước cổng chợ về nuôi. Năm con bé 12, con muốn tặng mẹ quà chi? Mẹ thật sự không đẻ ra con sao? Vậy ba mẹ con là ai? Sao mẹ im lặng? Con chỉ muốn câu trả lời, chỉ vậy thôi mà. Năm con bé 17, cách đây chưa trọn năm, nó ôm chị thủ thỉ. Mẹ, sinh nhật lần này mẹ tặng con một chuyến đi xa vài ngày đến biển mẹ nhé. Chỉ mẹ và con, không có cả chú ấy, được không mẹ? Chú là cách của con bé gọi anh. Nó hiểu mối quan hệ của chị từ rất lâu và chẳng bao giờ có ý kiến không ủng hộ, không phản đối, và luôn ý tứ bỏ đến nhà bạn bè làm bài tập khi anh đến chơi. Chị luôn biết ơn con về điều ấy và cảm thấy đủ từ con, từ anh. Con nghịch ngợm trên cát, nô đùa tung tăng như chưa từng được vui như thế. Con hù mẹ điến người khi lặn thật sâu rồi trồi lên cười khanh khách. Nếu đúng ngày con lặn mất, mẹ cũng đừng buồn nhiều nhé, đừng buồn nhiều mẹ nhé. Mẹ còn đang chưa biết tặng gì cho con dịp sinh nhật năm nay mà. Con gái sao đã vội bỏ đi? Con có nhớ cái lần cuối tuần mẹ lên thăm con gì mãi cả tháng trời không thấy con về với mẹ không? Mẹ nhớ quá, nhớ quá. Ai đời đi chợ toàn mua những món con thích, về hì hục nấu nấu kho kho, rồi một mình ăn không hết, lại đem đổ đi, suốt mấy tuần như thế. Mẹ phải bắt xe lên, gặp con đang chuẩn bị đi đâu đó ăn diện ngút trời. Mẹ chạnh lòng, sao không có thời gian về thăm mẹ gì? Con gái đã lớn bắt đầu rời khỏi mẹ đây. Con khựng người khi nhìn thấy mẹ, nhào đến ôm chặt mẹ, ghì thật mạnh nhớ nhung. Mẹ cảm thấy sự yêu thương trong cái ôm ghì xiết ấy. Bấy nhiêu đó cũng đủ để mẹ ấm lòng. Mẹ à, con xin lỗi, con có bữa tiệc cùng bạn bè, con lỡ hẹn trước rồi, làm thế nào ạ? Mẹ quay về, nước mắt cứ trào ra, đầu cứ lẩn dẩn bóng hình con. Nhưng mẹ không giận con, không giận con, vì mẹ biết con rất yêu mẹ, cũng như mẹ rất yêu con. Chị lại trôi vào trong chinh. Con bé càng lớn càng xinh, 18 phỏng phao nảy nở căng tràn. Chị nhìn thấy mình của hơn 20 năm trước, thấy cả những dụng dại khờ khạo đã vấp ngã mà không biết làm thế nào để nói với con. Có lần nằm trên giường, nó ôm chị thủ thỉ. Con giống mẹ, đẹp mẹ nhỉ? Ánh mắt nó vừa trong trẻo, vừa thâm thẳm. Chị nhìn vào, cố nhìn thật sâu, lại chẳng thấy chi. Tự nhiên nó ôm ghì chặt đến nghẹn thở. Mẹ này, con yêu mẹ, lỡ con có làm gì, mẹ cũng hãy bỏ qua cho con mẹ nhé. Sau đợt đó, nó vùi đầu vào làm thêm, kiếm cớ làm thêm, cuối tuần cũng không về. Anh cũng ngày càng ít đến. Hơn 3 tháng nay, chị mỗi bận nhớ con, nhớ anh, lại lôi những chuyện cũ ra nhấm nháp, đơn độc một mình, cùng rượu. Mấy lần nhấc điện thoại định gọi anh, không lôi kéo, không rủ rê, chẳng giận hờn chi cả, chỉ cần nghe anh thủ thỉ, dù chỉ một câu. Anh nhớ em, đàn bà của anh. Chỉ cần có vậy, rồi lại buông máy thở dài, nhìn mình trong gương héo hát. Đi về một mình cũng lạnh lẽo đơn côi. Sinh nhật chị, chiều muộn, con bé ùa về sau mấy tháng trời biển biệt cùng một bó hoa hồng tươi tắn. Nó líu lo kể chuyện này, cười chuyện kia, nấu cho chị một bữa tiệc ngon. Căn phòng nhỏ rộn rã tiếng cười. Lúc buông đũa, nó ngập ngừng. Dạo này chú không đến thăm mẹ sao à? Vừa dứt lời thì đến anh. Tóc bạc, mắt trũng sâu, hốc hác, liên tục rít thuốc. Cô ấy giờ yếu lắm em à,
chắc lần này sẽ bỏ anh đi, đi thật xa, không còn để mỗi lúc đến nhà đều thấy, không còn để anh chăm sóc, bù đắp. Chị nén tiếng thở dài, lại nghe tiếng thở dài héo hắt từ con, chia sẻ chạnh lòng giúp mẹ. Nó ào khỏi phòng, lặng thâm trong hai tiếng, rồi ùa về lục đục đồ đạc. Thấy anh vẫn liên tục rít thuốc, thấy mẹ nó vẫn khẽ khẽ im lặng bên cạnh, ngập ngừng rồi cay đắng, nhấn nhá từng chữ một. Chú có bao giờ nghĩ đến việc bù đắp những trống trải cho mẹ cháu? Người đàn bà gần như cả đời khổ sở vì chú. Rồi quay sang chị. Con về trường đây à? Bỏ mặc ánh nhìn đăm chiêu của anh, bỏ mặc sự thảng thốt của mẹ, con đau xót cho mẹ, cám cảnh phận đàn bà bọt bèo của mẹ, đúng không? Anh cũng về ngay sau đó, để lại một đống tàn thuốc và lời nói ngập ngừng nửa vời. Anh xin lỗi. Chị lui cui mở quà anh tặng, một chiếc áo giả đen thật đẹp cho ngày lạnh. Chị ôm vào lòng hít hà tìm chút ấm áp. Anh thậm chí còn chưa thủ thỉ cùng chị một câu em thật đàn bà, mà chị thì chưa từng đòi hỏi, chưa từng trách móc. Tối đó chị uống một mình, uống nhiều, trở lại thói quen cũ đã dứt bỏ từ rất lâu, hy vọng quên hết trong chinh. Ừ thì say say được đã tốt. Có một lần, con bé cũng say, khi nào nhỉ? À, sinh nhật 17 của nó, say mềm, ập vào nhà. Nhìn chị đang đứng trước gương, nó ôm chị lè nhè. Không phải con ruột, mà con vẫn giống mẹ ghê, mẹ nhỉ? Chị thừ người nhìn con bé biết chị buồn, lại lý nhí. Con xin lỗi, con định nói là con rất giống mẹ thôi. Từ ánh mắt, nụ cười, dáng hình xinh đẹp này, đến cả nỗi đa đoan. Khi buồn á, con cũng muốn uống một mình, mà có thấy hết buồn đâu, càng trống trải hơn mẹ à. Rồi rủ rụt trên người chị khóc, ngủ dùi, dậy, lại vội vã đi, không muốn kể, không thích sẻ chia. Chị thì chưa bao giờ đánh đập tra khảo con, chỉ biết ghì nó vào lòng thật chặt. Nó lớn rồi, lớn thật rồi, lại nhạy cảm, đa đoan. Con ơi, xưa mẹ cũng từng nghĩ mẹ đa đoan giống bà, giờ con cũng nói với mẹ y vậy, giận chi vào vậy con? Ai mãi ngồi bên chị thế nhỉ? Có tiếng thì thầm, một giọt nước mắt nhỏ lên mặt chị. Ai đang khóc thương, không có tiếng động nào. Chị muốn nhoẻn một nụ cười thật tươi cho mọi người xung quanh yên lòng mà không thể. Những cái vuốt ve trìu mến nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại, quen lắm, sao giống bàn tay anh, phải không? Chắc là chị bệnh quá hóa rồ. Anh giờ xa lơ xa lắc bên một người phụ nữ khác, chăm sóc nhẹ nhàng với người khác, sao có thể ở đây? Dẫn những cái vuốt ve, bàn tay chị ấm dần, chị thấy rất dễ chịu. Lại một giọt nước mắt nữa rơi trúng tay chị. Chị muốn mở mắt thật to để nhìn, mắt trĩu nặng. Thêm một mũi trở tim. Bóng đen vẫn làm lũi dẫn lối, chị lại mụ mị theo, ký ức chập chờn. Mẹ, con có thai gần 5 tháng rồi. Chị khựng tay lại khi định đỡ chiếc ba lô từ tay con bé. Mặt nó tỉnh bơ, trơ trơ, không chút cảm xúc, không sợ hãi, không âu lo, không ngơ ngác. Như thể nó biết trước thế nào cũng thế. Như thể nó nghĩ đã không còn là con gái, giờ đàn bà rồi thì phải đương đầu. Như thể nó không phải chỉ mới 18. Chị vẫn không hiểu hết vừa nghe gì, vẫn chưa hoàn hồn, ôm con vào lòng vuốt tóc con, tê dại cả người khi thấy những vết răng bầm dập cấu véo trên vòng ngực mơn mởn của con. Chưa kịp mở cửa, cố ngăn nước mắt không rơi xuống tóc con. Cơn gió thốc mạnh vào lạnh buốt, lại chông chênh,
Con bé nhoài người ôm chị thiệt chặt, rồi đẩy chị vào nhà. Con đi có tí việc. Không cho chị kịp hiểu mọi chuyện, không cho chị nhìn vào mắt nó để tìm xem cái gì đằng sau ánh mắt lạnh lẽo đến vô hồn kia, làm gì có đánh đập chất vấn. Chỉ kịp thoáng nhớ những dấu răng, chỉ kịp nhớ đến câu nói lấp lửng của nó. Con cũng đàn bà thiệt hả mẹ? Chỉ kịp nhớ đến cái bận nó say mềm và câu nói cả nỗi đa đoan cũng giống nhau mẹ nhỉ. Chỉ kịp nhớ đến cuộc gọi hôm qua, không dưng nó nói thêm mẹ sống một mình đã quen chưa ạ? Mẹ hãy tập và sống một mình thật tốt mẹ nhé. Con yêu mẹ, yêu vô cùng. Con bé đi, đi miết, từ đêm đấy, như thể quay về chỉ để thốt lên mẹ, con có thai gần 5 tháng rồi. Như thể quay về chỉ để ôm chặt mẹ một cái cho đỡ nhớ, rồi vĩnh biệt. Đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ con ơi, đừng mà. Chị ngã quỵ trên lan can bệnh viện, chiếc băng ca trắng toát được đẩy đi, những gương mặt vô cảm, tấm vải trắng lạnh lùng, che phủ con. Này con, thiên thần của mẹ, dậy đi, còn nhiều điều mẹ chưa trả lời con mà, còn nhiều điều mẹ muốn trải qua cùng con mà, con ơi. Có phải mẹ rất yêu chú ấy không? Ừ. Có phải vì mẹ mà người đàn bà ấy mới thế? Không con à, thiên hạ nghĩ thế, nhưng mẹ luôn là người đến sau và chưa từng dám chen ngang tranh giành. Tranh giành người đàn ông của người khác sẽ dằn vặt cả đời phải không mẹ? Ừ. Mẹ có từng hối hận? Không con à, dù biết đang ngu dại. Mẹ, hạnh phúc của mẹ là gì? Có phải là con và những ấm áp từ chú ấy? Ừ. Con đã lảng tránh mẹ mấy tháng trời, gặp nhau qua loa, lại vội chạy lên trường, để giờ thì nằm đây. Giờ thì nằm đây sao con ơi? Chị nghe tiếng thét, tiếng khóc. Con đau quá, đau lắm mẹ ơi. Hãy ôm con vào lòng, ôm con vào lòng. Sao cuộc sống cứ trêu đùa mẹ con chị? Sao con cũng say mê giành giật người đàn ông từ một người phụ nữ khác thế này? Chị mới 18 con ơi, còn biết bao tươi đẹp, bao lối đi. Sao cứ quàng xiên, đổ dẹo vào trong chân, mù mình. Mẹ ơi, con không muốn chết. Con thật sự không muốn chết. Mẹ ơi, con đi đây, theo con của con. Đứa con chưa bao giờ thành hình hài, con theo để chăm sóc bé mẹ nhé. Nó chỉ mới 5 tháng ở cùng con, không ai cảm nhận được ngoài con. Vậy mà người ấy nỡ buộc con dứt bỏ. Con ác độc với cả con mình. Con là mẹ nhói lên nỗi đau ngày cũ. Con đau quá, con đi mẹ nhé, về nơi không còn những đớn đau hành hạ. Con yêu mẹ biết nhường nào. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Chị nhìn thấy bàn tay con dãy chị. Đừng mà con ơi, đừng mà con ơi. Mẹ phải thế nào đây? Chiếc băng ca đỏ máu, những cánh tay buông. Con ơi. Tôi xin lỗi, tôi đã từ chối, nhưng cô bé cứ khăng khăng đòi sống chết. Tôi chủ quan nghĩ bụng cũng còn nhỏ, không đến nỗi nào. Đến lúc máu ra nhiều quá, gọi cấp cứu đến bệnh viện thì quá trễ. Tôi xin lỗi, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô mụ già phòng khám tư quỳ thụp trước mặt chị gian xin cầu khẩn. Sao không cho mẹ bên con? Sao cứ làm mẹ ân hận thế này con ơi? Mình con đi đến đó sao đành? Mẹ còn nợ con nhiều câu trả lời. Sao lại đi? Sao lại đi con ơi? Chị lao vào màn đêm, rủ rụt giữa hoang vắng, cô đơn cùng kiệt. Những bước chân hối hả, những bàn tay gấp rút, lưu trắng chập chờn, những ánh nhìn hoảng hốt lo sợ quanh giường chị, tiếng máy oxy rì rì trong phòng cấp cứu, tiếng khóc than ngoài hành lang. Chị nhoẻn một nụ cười, chị rơi một giọt nước mắt. Cuối cùng,
rồi buông tay đến một miền vô định, chỉ nuối tiếc bằng cả nụ cười và nước mắt với nhân gian trôi vào bồng bềnh mây bồng bềnh. Con mèo trong những hồi thống thiết mang dại chạy theo chiếc băng ca trắng